Ok, giờ chơi game này thôi. Đây nè. Bóp khó. Chơi game này nè. Kim trí tuệ nha. Kim trí tuệ tap away. Tap away. Ok, mở nhạc cho ta to xíu cho mọi người. Mình đang ở level 17 nha. Cái game này dễ chơi mọi người. Cho mọi người chọn cái này nè. Chọn những cái mặt, chọn những cái mặt mặt màu này nè đó. Chọn cái mặt màu ha, đó mọi người dựng ngược lên này đó. Đó. Nè. Nè, đó. Đó. Là xong liền à. Đó. Nè, đó ví dụ như cái này nè, đó. À, dễ lắm, chơi này dễ. Chơi dễ dữ lắm. Để mình quay lại mình mở nhạc lên nha. Ủa, không có nhạc. Ok, nè, các bạn thấy không? Nè, nói chung mà game này dễ chơi dữ mọi người. Nè, nè, trời ơi game gì nó dễ chơi ghê á. Game nó dễ chơi quá. Level 18 rồi nè. Này chơi chắc đến level 1000 luôn á. Các bạn cứ nhìn theo cái mặt mặt này nè đó. Đó, các bạn cứ dựa theo cái mặt này các bạn chơi nhé. Nào, rồi quay qua này đó. Bây giờ một vòng. Đó. À, nó dễ chơi chưa từng thấy luôn. Dễ lắm, game này dễ chơi lắm mọi người. Chơi giống như để giải trí nhé. Chơi cho đỡ buồn vậy á, chơi không không có gì để chơi á, nè đó, dễ chơi quá trời, game gì nó dễ dễ ối. Dễ quá cũng chán ha. Này dành cho mấy má nít đó. Mấy má nít chơi game được á mọi người. Mấy má nít dễ. Mấy má nít dễ chơi lắm. Nè, đó, các bạn chơi nè. Thấy không? Dễ không? Trời ơi game gì nó dễ dữ vậy trời. Ok. Nè 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 nè. Nè. Đâu rồi nè. Nè. Nè 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 nè. Nè nè. Để chơi dữ lắm mọi người. Các bạn chọn cái chiều, chọn cái xoay cái mặt á đó. Chọn cái mặt màu á, dễ chơi ghê thế không. Bạn nào mà giỏi định tìm hiểu về cái kiểu 3D á, không gian á, không gian 3 chiều á, học giờ học hình học học muốn hình học giỏi không gian 3 chiều á, này chơi bao thắng luôn. No thang game dễ quá. Nè nè.
Bạn thấy không? Game dễ. Game gì mà nó dễ gì đâu trời. Game gì vậy quá. Các bạn cứ chọn cái mặt màu nè, chọn cái mặt màu là đi trước đó đó đó. Đó. Nè. Nó xây một vòng ha. Nè. Đó, các bạn xoay một vòng dễ chơi lắm, game này dễ chơi lắm mọi người nè. Giờ dụ các bạn xoay một vòng này đó, chọn này trước, chọn nào trước ha. Nó giờ các bạn nhìn thẳng lên không có, vô cái này này nhìn thẳng lên cũng không có đó, này không có đúng không? Rồi xong quay mặt này, bạn quay mặt này không có luôn nè. À nó bị dướng, nó không cho ra. Ok nè, đó nè, bạn thấy không? Nè nè, dễ chơi lắm. Tức là các bạn chưa từng chơi đến mấy cái lúc đầu thôi, mấy cái đầu nó hơi khó đi, nhưng mà về sau nó dễ. Nè, ví dụ như trường hợp này đi. Những trường hợp này không có phải không? Dưới đây, cái này ở giữa không được ha. Đó, nè, nè ở đây nè, ví dụ như ở đây để ở đây đi, ở đây, cái này, thấy không? Game nó dễ dữ lắm, nè. Dù trường hợp này không có thì cái này không có thì lấy cái này không có lấy này, này. Này, dụ gì đi đó, thì đây, trời ơi game nó dễ. 26 rồi. Các bạn chơi là cứ nhìn thẳng lên là đó, đó, không? Nè. Đó, và xong nhìn thẳng lên nè, nhìn thẳng, thằng nào không chịu đi cứ để đó, thằng này đúng không? Vô này, thằng này đi đó, bạn này đó. Trời ơi, game dễ quá. Chơi nhầm ngày đúng á. Nè. Cái này để giống như là để em. Để cho đỡ buồn á mọi người. Ai mà kiểu giống như thất tình á, chơi game này ok lắm á. Nè. Trời ơi nó dễ. Nè. Game này dành cho mấy người thất tình. Dễ chơi quá. Nè. À. Này không biết khó gì trên trời. Dễ chơi quá. Quá dễ luôn. Game này gì đâu mà nó dễ chơi quá.
Game dễ chơi vậy ai chơi? Nè, 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 nè. Nè, 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 nè. Thấy không? Đó. Dễ chơi chứ. Cứ quy tắc như mình chỉ nè, các bạn nhìn dựng thẳng lên nè. Thằng giữa này không được, chắc chắn này vì có mấy thằng dàn ngoài. Đó. Mấy thằng dàn ngoài được nha. Quy tắc các bạn phải chơi mấy thằng dàn ngoài trước nha. Đó. Nè. Đó. Dễ chơi đó mọi người. Khó. Không nào khó hết trơn á. Nào coi trời. Ví dụ như trường hợp như này, ví dụ như trường hợp như vậy thì tính sao phải không? Dễ hẹt đó. Đó, 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 đó. Quá dễ luôn. Dễ lắm mọi người. Nè. Bạn quay mặt thẳng đứng vậy thôi. Đó. Các bạn đứng đừng có đụng vô vậy nha. Đó. Thẳng đứng. Đó. Dễ lắm. Nè. Game này dễ. Game này dễ nha. Đó. Vì trường hợp này đi đó, đó, đó. Đó, quá dễ. Không gì là khó hết trơn. Này giống như tập nhấn điện thoại mọi người. Dành cho mấy người già. Các bạn đang cái này là do mình thấy trên quảng cáo mình thử coi nó hay không nè. Mà tưởng đâu nó khó mà nó dễ quá. Game dễ gì ai chơi. Đúng không? Game dễ bởi vì không ai chơi phải nha. Và quảng cáo. Quá dễ. Ok, mình sẽ chơi đến khoảng 30 nha. 30, 40 nha. 40 thì mình nghỉ nha. Cái game gì mà dễ quá ai chơi. Game gì mà dễ còn hơn gì nữa. Nè. Dụ trường hợp này đây đó. Không bao giờ mà không ra nổi. Đó. Số 35 này. Game dễ gì đâu. Ví dụ trường hợp này đi. Đó. Rồi dễ. Game dễ quá. Các bạn chơi mấy kiểu game này các bạn nhớ tắt đấy nha. Các bạn nhớ tắt tắt gì? Bạn nhớ tắt nhớ tắt wifi nha. Bởi vì có wifi nó có quảng cáo. Nhiều khi quảng cáo đang chơi bực bội lắm. Khó chịu. Các bạn nhìn thẳng thì không có nè. Đó, này cũng có nè, con gái nè. Đó. Đó, để đây nè. Quay xấu mặt nè. Đó. Bạn quay hết một vòng nữa coi. Có không? Có nào không?
Có nào không? Không có hả? Vậy bạn thì sao đó ra liền ngay lập tức, dễ lắm. Bạn cần thay đổi vị trí nó chút xíu thôi là thắng mẹ này. Không khó, game dễ quá. Bạn cứ chơi theo kiểu quy tắc của mình á, chơi gì thì sẽ không bao giờ bị sai hết chứ. Rất là dễ luôn nè. Giờ bạn nhìn thẳng thôi nè, đó. Đấy, bạn nhìn thẳng này, có hang này, hang này. Nếu bạn nhìn thẳng lên này này, thấy không, này nhìn thẳng hai hai này, bốn cái này, ba cái này, hai cái này đó, hai cái này đó. Rất là dễ luôn, các bạn chọn cái mặt màu á, nhấn vô một màu là nó đi ra liền à, dễ lắm nè. Ví dụ như hai này nè, hai này nè, hai này nè, hai này nè, thấy không, thấy này nè đó. Mà không có bạn xoay mặt khác, mặt này không có thì quay mặt này đó. Dễ dữ lắm. Rồi mặt này không có luôn, các bạn xem mặt này, mặt này, mặt này, mặt này, này. Thế rồi các bạn không có thì quay mặt này, mặt này, mặt này, mặt này đó. Rồi tiếp tục mặt này, mặt này, mặt này, mặt này, này, mặt này, mặt này đó. Không quay mặt khác nữa, nhìn thẳng không có, không có nè. Ví dụ trường hợp này không có nè, trường hợp này có nè, đó đó đó, có hết đó. Là dễ luôn, game nó dễ với mọi người. Nãy dụ trường hợp là đầu tiên là này không có nè, này có cái nè, có cái nè đó, không có phòng quay được mặt này đó. Rồi hết rồi, quay mặt này, mặt này bấm nhấn vô này, cái này thấy nó kẹt nó không được, ok thì nhấn này, nhấn này, rồi xong nhấn này, nhấn này, nhấn này, nhấn này, nhấn này đó, ok chưa. Rồi xong quay mặt này được cái này, nó quay mặt này, quay mặt này được hai này, hai này, cái này, cái này, này, cái này, cái này, 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 dễ lắm. Các bạn cứ làm theo kiểu như mình á. Đặt ví dụ đặt cái này đúng không? Đó, cái này. Đó. Rồi, ở giữa không được. Đây. Này, này, này. Các bạn hạn chế nhấn để thay đổi vị trí của nó nha. Nhấn thay đổi vị trí của nó này khi mình tính không được á, bị kẹt á, đó như mình bị gì là sai đó mọi người. Đây đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây 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 đây, dễ lắm. Ok, đã qua xong màn 40, qua 41. Thì chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Thì cái game này nó dễ quá nên là mình sẽ ngưng sớm nha, dễ quá mình chơi mà mình buồn ngủ luôn, chơi mà buồn ngủ luôn, chịu không nổi luôn đó. Đó, chơi gì mà nó dễ quá mà, dễ quá nhiều khi cũng chán ha. Chúng giống như mình chơi Liên Minh á, tự nhiên vô cái tự nhiên thắng là không thích rồi. Rồi bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người cái video tiếp theo, bye bye, hẹn gặp lại.